Ngồi dưới bắt vô giò à. Không đau không la nè. Trúng giò. Trúng cái móng rồi. Trúng cái móng rồi. Giờ mình chọt cái ghế vô cái trúng này cái giò của. Của bàn mấy ghế. Của anh ba. Thấy quán này cũng về tay mình. Cái miếng của mình của cô cũng về tay mình, nó ngán không? Nó bự. Bự nhìn nó bự. Tại nhìn nó tròn rồi đó. Cái da bột nó dai quá. Dai. Bơm bột này đã dành nấu nữa. Bột này thấy ngon. Xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với clip tiếp theo của mình. Thì sau lưng mình là chị Ba nè. Ở bên kia nữa là con bé Quỳnh. Thì cũng lâu rồi không có quay chung với chị Ba, tại vì do Tết á, chị Ba bán đồ thì hơi đắt. Đi suốt à. Thì lâu lâu bữa nay cũng là ngày cuối, ngày mai nữa bắt đầu mình đi bán. Thì chị Ba sẽ gửi đến cả nhà bữa nay là món là sủi cảo. Thì ngày xưa giờ mình chỉ ăn là Quỳnh Thánh này nha. Thì nó cũng tương tự nhưng mà nó khác sủi cảo, mà không biết khác nhiều hay không. Bữa nay mình ăn mình mới biết được. Thì do hồi sáng chị Ba với vợ mình đi chợ thì không có mua được cái lá sủi cảo á để mình gói nó vô. Thì bây giờ chị Ba sẽ muốn lấy bột ra mình trộn lên luôn. Thì cả nhà mà yêu quý clip này á, đừng quên cho mình một like, share và đăng ký kênh nha, để ủng hộ kênh Ghe Hàng Vlog. Chị Ba đang cho bột gì? Bột mì nha. Bột mì. Bột mì đa năng. Chị Ba đang làm cái phần lá sủi cảo. Trong đây có trứng gà. Trứng gà so. Tại vì ở đây mình mua cái lá sủi cảo, cái lá là cái phần mà mình gói cái sủi cảo bên ngoài á, mình mua nó không có. Cho nên bắt buộc mình phải làm trứng nha. Cái này làm khoảng nhiều không ta? Đập vô cái chén này. Đây tôi dùng cái chén cho chị đập. Ừ. Hết không? Kiểu kiểu như làm bánh vậy đó ha. Ừ. Tại nhà này cái da bánh mà. Có ai mà xài sang làm trứng gà này. Trứng gà so luôn mới chịu. Khi mình cho trứng với bột vô thì bắt đầu mình sẽ đánh nhào nó lên. Thì mấy cái này, mấy cái khâu này thì bắt buộc phải làm tay nè. Không có mang bao tay. Không có mang bao tay được. Bữa nay cái giọng hơi khàn. Hơi khàn tiếng. Nhiều đó là đủ gì nha. Cho út mày văng ra. Đúng không? Nhồi thêm nữa dễ gì. Thêm nữa hả? Ừ, nhiêu sao ăn đủ. Cán ra đâu được nhiêu lá ta. Mà cán gì á, làm sủi cảo hay sao ạ? Ừ. Làm cái da của sủi cảo á. Cái lá sủi cảo á. Mày biết Hoành Thánh không? Biết. Nó cũng tựa tựa vậy đó. Ở chợ ơi. Ừ. Có hai chợ đó ở Thiên Hải chợ mua cái lá này phải không? Có. Mua. Mà làm. Hồi xưa em bán hủ tiếu tương là làm cái gì, hủ tiếu tương là tới kêu Hoành Thánh đúng không? Hoành Thánh tương á, đúng rồi, là người ta có bán bịch sẵn. Ừ. Nhưng mà ở đây á, mình không có, ở đây người ta không có bán. Làm bằng bột vậy, bột gạo vậy vậy? Minh Huy, chị Ba là chuyên gia làm bánh mà bà không chịu bàn cho mình quay. Bà sợ mình nó bậy. Mày là ông cố nội nó bậy. Cũng như mình nó giỡn, tại bằng bánh á, thì khó, không có nói... Cầu lao được là biết ngon sao không về biết không. Giờ mà nhồi vô cái tay á. Nó dính nè. Nè cái tay nó cảm thấy ngồi là nó không dính á là bột nó ngon đó. Bột mới nè. Bột mới. Ăn mà cá đẹp cho mình. Ăn đói cỡi chứ. Tại vì tối ngày nói xấu chị Ba thôi không biết làm. Biết đâu. Dạ. Xuống dưới dừa nhá. Cho một ít muối vô. Tí thôi. Tí rồi. Ở đây là mình dùng là một trứng. Đây nè. Hai trứng, bốn trứng gà so. Thì nếu mà trứng gà kia thì phải dùng được khoảng ba trứng được rồi. Cái đầu mình nhào tiếp. Nhào bột xong bao tay. Bột hồi nãy giờ mang bao tay chắc ngồi được quá nhiều. Cái ra cái nào thì kỹ mà nhào bột đâu mang bao tay được. Mang bao tay không được.
lực nó gì vậy? Làm gì vậy? Này chị bà đã nhào bột xong rồi nè. Bắt đầu mình ủ. Ủ lại một tiếng đồng hồ sao? Nghe bà đây là gì đó, đây, nghe chùm hết hồn. Cái này gọn mà chị, bây giờ chị lấy cái gì bà? Cái tô. Xớt qua cái tô ơi. Gao là có để hồi trụng gao đó. Hình như mấy món mình quay là hầu như 10 món hết 9 món là có thịt bằm ha. Đây mình đang điện để kiếm tôm. Tôm đấy mình làm xuất ảo á. Mà giờ hiếu tôm. Chị bà đang sắt ngòn ký với hành. Đang mình để chung vô cái phần thịt mình ướp nè. Là làm một hồi là làm nhân xuất ảo. Bỏ chảo một hồi mình cho vô đây luôn hay là mình để ngoài ta? Để chung vô. Để chung vô là cũng như là trộn như hết luôn nha. Chị hiếu tôm ơi. Đang kiếm quá trời kiếm mà không có. Mình cho hết cái phần hành với hành ký vô đây luôn. Chả này sao? Tháo được không? Không, tháo được. Tháo ra giùm em. Tháo được. Để tôi lấy tôm khô với mực để vô đó nấu. Nước có thơm. Chút xuống hay gì đây? Chút hết luôn. Chút hết luôn. Có nửa ký cá mà. Này nãy nửa ký luôn. Này mà được. Này được 300 g tôm mới nữa ha. 300 g. Vô nó dai mà ngon. Ngon dữ vậy. Dặn cơm nãy rồi. Đúng đâu mà. Bên giữa. Trời trời có cái này. Trời có hay ngon nha, làm xuôi cáo tôm. Mua này kiếm chăng ạ. Bởi vậy. Cái nhà hồi sáng á chị ba đi mua tôm. Người ta đòi bán trăm mấy chục ngàn ký á. Bà không mua là không mua, bà sợ mắc. Về đây cho nên không ai có về đây trễ á. Người ta để đi căn tôm mà. Ơi. Để dùng mè. Dùng mè. Cho nó thơm. Dùng mè nó thơm lắm. Thấy chưa? Trời ơi, cái đánh thác nó làm gì đó thấy không? Nào rồi, cho hay nha. Tí nữa này tới. Nhiều không? Dầu mè này để vô đang làm gì? Nó thơm mà nó ngon, thơm liền nè. Thấy không, nghe mùi thơm không? Rồi, đi. Để dành đi nha. Để dành ha. Tính nhận nó dài trời, có chả cá vô nó dài hết biết rồi. Chả cá măng mà. Chả cá măng là chè loại cá dai nhất ở Cà Mau mình. Ngon hơn chả cá thác lát nha. Thác lát. Ta mặn chả thác lát, mình mặn chả cá măng. Ngon hơn chả cá thác lát luôn. Ngon hơn. Trên mình làm gì có chả cá măng hết không? Cho mình là chỉ có chả thác lát thôi. Thác lát là đỉnh nhất. Ờ, đệ nhất, còn dưới đây là chả cá măng. Dẹp rồi để tủ đá đi. Bây giờ mình cho nó vô bọc. Đặng mình để vô tủ đá, đặng cho nó dai thêm phải không? Ờ, đúng rồi. Cái này thì biết. Biết không? Ừ. Làm chả tôm với gì cũng bỏ vô. Nước nào cũng vậy chưa? Chụp. Là cái dai thì nước đã sôi nè, mình sẽ cho thịt vô mình trụng nha. Ôi, không thấy khói quá trời khói luôn rồi. Mình trụng đang hồi mình nấu nước súp á. Bên kia thịt heo mình đã trụng mình xong mình vớt ra. Cái tấm hớt nè, mà khi mà mình đo bằm thịt á thì thịt lúc nào nó cũng phải dính vô cái tấm hớt á. Thì khi mà mình dễ nhất á là mình lấy nước sôi á, mình đổ lên á thì cái phần thịt này nó chín nó sẽ dễ chóc hơn. Chứ cái này cạo nha là nó đi luôn cái lớp hớt mình á. Nó mà hao hớt lắm. Đây, chị ba nói là cái này mình nấu súp. Thì khi nước vừa lên tim á mình cho cái phần thịt mà mình trụng hồi nãy rồi nè. Cái này là thịt xương. Đây trên tay chị ba cầm mấy con mực này nè. Chút mình cho chung vô nồi luôn. Nấu có mực á. Cái nước nó thơm lắm. Với tôm khô nữa. Ừ, tôm khô. Chút lấy tôm khô. Bên kia là đồ nãy mình chở vô đó. Còn mấy bọc đen đen cụm 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 này nè. Là người ta bia á.
người ta tặng cho đoàn ghe mình Tết, ta đăng người hùng thùng bia vậy đó, Tết về Tết tặng sớm lắm, nướng hơi vừa nóng nóng là để vô được rồi. Anh em có rảnh chiều nay lên nhậu luôn. Bắt đầu con nước này con nước sau á, bắt đầu đoàn ghe sẽ tổ chức ăn liên quan, là xong là con nước cuối cùng là mình ai nó về, ai bán trước về trước, ai bán sau thì về sau. Chị ba là năm nào cũng 27, 28 đi. Em mình có Tết gặp lại nha. Tết gặp lại nha. Gặp clip này nữa là Tết gặp nữa đó. Ai mười mấy còn về nữa. Mười mấy nữa, mười mấy về nữa. Mấy ngày nữa. Biết đâu mà bán về trễ thì sao? Không, mười mấy về. Nấu thức này thơm. Ủa bỏ gì kìa? Nướng xương. Nướng xương cái này mình đem mình rửa. Nướng xương cái đem mình rửa. Nướng xương gì là ăn được luôn đó. Trời ơi. Một nhỏ mà. Thôi nhỏ chứ. Mực vừa nướng nhiều nhầm. Mực mà vừa nướng mềm mềm á. Ăn nó còn ngọt. Nó cũng làm đều luôn rồi đó, đâu nấu. Đây nè, mực với tôm khô. Nấu này là nước nó sẽ ngọt. Thường người ta nấu bún riêu á, có tôm khô người ta cũng để luôn, tôm khô với khô mực. Giờ mình sẽ nêm trước. Nêm xong một hồi cái đầu mình nêm lại. Có, đừng giận, có rồi. Đường thêm. Giờ chỉ đợi đường với bột ngọt với ít muối rồi, muối không? Thấy mình pha đẹp trai không? Hả? Khi mà mình nấu mà mình để khô mực với tôm khô thì muối mình để hơi nhẹ tay là chút xíu nè. Tại vì hai cái loại này nó sẽ mặn. Cả nhà nêm như bình thường là hai mực với tôm khô nó ra nó sẽ mặn hơn nhiều lắm. Của mình à, cũng cỡ nửa tiếng à. Hơn, nó giờ hơn. Cái này là làm bánh mì được luôn đó ha. Là làm khác cái gì? Không, cái này là chỉ làm cái món này, còn như mình làm những cái món chiên này nè, bánh này cái bánh đủ chưa nha? Đủ chân đa năng mà. Bột đa năng, bột mì đa năng. Cũng ê nữa làm bánh sầu riêng. Bánh sầu riêng ha. Mà tôi thấy hết chợ không có sầu riêng. Tết có muốn bánh gì không chưa? Chứ tôi về tới 28, 29. Về sớm đi, năm nay về sớm năm đi. Không có sớm nữa. Trời, phải nói là bột này nhồi là nó vừa bụng luôn. Nó mềm nha. Thấy nó ngon ghê không? Mà khi mà cái này nè, mình làm nó bằng trứng không á, cho nên nó hơi vàng. Nó vàng, nó ngon nè, thấy không? Đó, chứ không phải là nó giả cái hao đâu nha, nó vàng. Nó vàng. Như ta làm ta ấy không, ta làm bằng nước lạnh không? Ta làm bằng nước lạnh nhưng mà mình làm bằng trứng gà so không. Đây bây giờ bột đã xong rồi. Nặng dài. Cán hả? Bột này dai. Bột nặng cán là do nó dai phải không? Dai. Thì cái lỗ này nó phải dai. Nhúng ăn đi. Nhúng ăn bào. Bây giờ có ống rồi làm sao? Có ống không hả? Cán hồi sải tay luôn. Sải tay. Chê hồi kìa. Không, về tính ra cái bánh này nhiều. Cái cục, nhiều không? Một cục bột này nhiều bánh lắm rồi. Nhiều. Những cái bánh nó tròn tròn nhỏ nhỏ à, chứ nó đâu bự quá đâu. Vuông. Như vuông vuông, vuông vuông dài dài vậy đó, hình chữ nhật chứ. Cái nhân của mình á, hồi nãy cũng đã để được lâu rồi. Nó lạnh lạnh nè. Đâu có ấy dưới đây. Đấy, thì bà này cán, nãy giờ cán chứ được có cái này ha. Kiếm chuyện ha. Làm mà cái này mà phải mà có cái lá sủi cảo trước nha. Màu cấp kỳ. Lá sủi cảo là người ta bán hết sẵn. Người ta hết sẵn cho mình miếng miếng. Nguyên hộp vậy đó. Kiểu kiểu như bánh tráng vậy đó. Nguyên hộp. Nguyên hộp về là mình chỉ bóc ra là mình cuốn vô thôi. Ít thịt. Sao? Ít thịt. Đẹp rồi đó. Nói chung làm chút xíu là đẹp mèo. Rồi. Ừ vậy đó Quỳnh. Dễ mà có cái cán. Rồi rồi đó. Mè. Đơn giản. Có cái này là mèo lên rồi đó nha. Mỗi lần có má thì có còn ăn chút đỉnh, giờ không có má ai đâu ha.
Tết đó, cái mùa có sen đó. Chứ mà chọn quả tôm khô thì vô này à. Nó là gì hết? Đây còn có một cái, hai cái nữa là hết rồi. Tại tính ra vừa đủ nhân vừa đủ bánh luôn. Chừng khéo quá hả, này khéo quá. Khéo quá. À, chị ba mà. Em thiếu quá. Gì bớt rồi nè. Giờ thì con còn có một cục bột mà. Một cục thôi nó cục nặng. Cuối cùng mà giờ tay chân gã gầy. Nãy giờ mình tắt máy lên cán, nãy giờ muốn hết đó luôn đó. Ngớ không? Hay cho nãy giờ mình cũng có cán hết. Để tôi đi ra ngoài luôn đó. Ông bà làm đi chút lo em làm được. Mạnh tay mới được. Đây nè. Trời ơi là thấy vô hoàng. Mình không có nhắn con điều như ở ngoài tiệm nha. Mà có cái tạm tạm gì được rồi. Lần đầu làm. Đây là cái siêu to khổng lồ mà nó còn siêu dày. Thay vì hơi dư bột chút xíu. Còn cái da nó dày. Đây chị có bắt nước này bỏ tí bột ngọt. Hồi nãy lỡ để vô hai ba cái. Không biết mình dục đại chưa. Nhưng mà phải niêm lại nhé. Không phải niêm nhưng mà để miếng đường, miếng bột, ủa miếng muối, miếng bột ngọt thôi. Đây là để qua đây thảo tiếp vô cho. Nãy giờ mình luộc là chính này, luộc dài meo mà. Dài biết tài. Đây. Dài. Dài dục đùi đùi. Dục đùi đùi luôn không sao chứ. Nó có một ít đó, nó bị hơi lột lại, nhưng ít thì nó nhăn. Dài thì dài, dài, nhìn nó dài quá. Dài dữ thiệt chứ. Bột sao vậy? Thì sau khi mình luộc sủi cảo xong á, lấy cái nước này hay nước khác à? Nước này luôn. Nước mình luộc sủi cảo á, mình sẽ trụng xương gạo lại hết. Trong đây thì ngọt với hành nè. Có. Nè, hồi nãy mình luộc một ít đây, còn một ít mình chừa lại ăn mình chiên. Chưa nóng không nữa nè. Nha. Chút nữa ngon. Còn gì ăn đặt đồ. Đặt đồ. Còn giữa này tự nhiên giò cảm tạo mỏi mà. Cái này chiên lửa nhỏ nhỏ, chiên lửa lớn quá vàng chưa. Nó cũng y gan như mà chả cuốn. Chiên một hồi á, sao nó lên bọt nha, nó sủi bọt lên. Ngon nha. Già quá, ngồi đi. Ngồi đi. Tính ra chiên cũng nhiều quá nè. Chưa ạ? Thấy hết rồi cũng lên nữa à? Dầu mà. Dầu. Bỏ dầu đây. Bỏ dầu xăng giảm gì vậy? Mà hết chiên lấy gì nữa đâu anh bọt. Tính là ít ai về nhiều hết biết rồi. Bây giờ mình khử hành. Khử hành đặng đặng hồi mình để vô cái nước súp. Với nước súp miếng cho. Ngon không? Có. Từ ngón từng xay vậy là ngon. Đây chắc chị Thảo với chị Hoàng chung cái đó. Ừ. Dạ. Ăn cái tô này miếng ngon. Dạ cảo mình đã. Ôi. Đã dớt ra rồi hả chân? Nóng rồi nè. Rồi bắt đầu chị Tư sẽ sắp vô tô. Nó dài, thấy dài dữ lắm dài á. Dài, dài dữ luôn á. Nhiều thế chị ba. Ừ đúng rồi. Đâu rồi? Một một tô khoảng 4-5 cục là được rồi. Nói chứ có ai ăn cơm đi, ăn được cơm. Trời ơi, ăn này đây này no tới chiều luôn. No tới tối luôn. No tới tối luôn á. Rồi chị ba sẽ cho gạo vô. Rồi gứ dầu hành vô. Còn bên đây là cái phần chiên. Chiên nhìn cũng hấp dẫn lắm. Đây sắp đây. Đây sắp nồi nè. Ừ. Tôi với cô Năm còn biết ăn miếng vịt trong ngày. Tôi hồi đó giờ thiệt tình chưa biết ăn món này luôn. Ngày. Cái món này là ở đây chỉ có chị ba ăn rồi. Dân đi Sài Gòn mới có ăn được này chứ. Sắp tôm nó đi.
chứ dân bình thường, dân đồn ghe ở đây có ăn ai ăn được món này đâu phải không? Này nó dai nè, bột rồi nè, móc chưa? Móc tiêu không? Nè. Để ngồi ghi nè, giá nè, giá đâu? Bây giờ mình nè. Mình múc lên vậy nè, đấy, ăn như kiểu kiểu như hủ tiếu hay bún này kia vậy thôi. Ba chục ngàn tô mày vô. Bữa nay như ba bán mấy ngàn tô? 10 ngàn. 10 ngàn hả chị ba? Tôm 10 ngàn rẻ quá. Để người ghi vô. Hồi nãy khi mà nấu á, chị ba có để tôm khô vô nè. Bây giờ có con tôm khô nè. Còn cái tô bên đây có con mực nè, mực khô á. Giờ chị Tư cho rau quế vô với ngò. Còn vợ mình thì ở đây sắc chanh với ớt. Hú hoài. Lấy bánh chấm này nè hả? Chấm cái này nè, chấm cái này. Anh mà anh ơi. Vô nha. Ớt nha. Hồi nhỏ lớn tôi cũng ăn món này luôn. Chị ba ăn rồi mà không chưa ăn hả? Không, chưa ăn. Chỉ có tô nhỏ cho. Tôi làm cái gì vậy? Ông đi đâu không ăn có ông chết món đó. Tôi là đi đâu tôi kiếm món lạ tôi bún ăn. Bún mì phở, bún mì phở phải không? Vậy đó. Còn tôi đi kiếm chỗ nào không món nào lạ được à. Là lạ đâu ăn cho biết với người ta. Ngon. Ngồi với bắt vô giò. Không đau không la nữa. Không. Trúng giò. Trúng cái móng mà. Trúng cái móng của mày. Còn quán này cũng về tay mình. Cái miếng của mình của cô cũng về tay mình nó ngán nó bự bự nhìn nó bự tại vì nó tròn rồi đó. Cái da nó dai quá dài. Bơ mất bột này để dành nấu nữa con ăn này đi bột khác nữa. Bột này thấy ngon. Ê anh Tô giữ thằng này có bà luôn đó. Thịt giữ vậy phải cho ăn nổi đây. Hai miếng hả? Dài rồi. Dài, cái phần nhân hồi nãy cũng vừa ăn nữa. Phải không? Mình để thêm miếng nước mắm vào mặn đó. Nấu ăn gì là khỏi ăn cơm chiều luôn. Giấc này cũng năm mấy rồi. 8 giờ lên kêu cửa bà sáu. Hôm nay bữa nay năm chị Năm. Năm chị Âm về nhưng mà con cái năm chị Năm ăn tương rồi. Cho nên không có ăn ăn lạc. Để ăn thì không ăn là mới mốt là không ít luôn á. Đúng rồi. Ở đây nấu nữa đâu. Hồi đó giờ mới ăn lần đầu tiên. Cái gì? Lần đầu như luôn. Lần đầu luôn. Nó cực khổ quá. Này đâu cực đâu. Đâu cực đâu, mau luôn. Nó cái làm bánh này lâu rồi. Bà cháo rồi ngán rồi ngán. Tại vì ở đây mình không có cái miếng lá su cảo đó chứ nếu mà có gì ruộng cái một xong. Rồi, cả nhà thì chắc có lẽ mình sẽ kết thúc clip đây luôn. Cũng chiều rồi, mình sẽ tranh thủ ăn xong mình xuống dưới mình tắm. Thằng cũng gần tới giờ up clip rồi. Mình sẽ kết thúc clip đây luôn. Cả nhà yêu quý mình thì đừng quên cho mình like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ghe Hàng Vlog nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.